tổng hóa đèn núi qua hàng cây treo và đoàn xe theo đoàn thần tài kỳ sĩ dài 429 m, di chuyển với vận tốc 5 m/giây, chỉ mất chưa đầy 2 phút kết nối hai vùng đất ở vương quốc mặt trời và vương quốc mặt trăng. Wow, lời chào đến thời, xin mời quý khách tiến vào ga Hàng Rồng để bắt đầu hành trình khám phá lâu đài mặt trăng với rất nhiều bất ngờ đang chờ đón. Đừng bỏ lỡ rạp phim 4D ra lộ trăng tại tầng Đậu Sói, rạp Ta Ship Bắt Bay tại tầng Thiết Bị Trí Tuệ, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật và check in khung cảnh hùng vĩ nhìn từ lâu đài. Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ hành lý tư trang trước khi rời tàu. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách. Ladies and gentlemen, boys and girls, Xin chào. Welcome to the Lava Funicular Train. The Lava Funicular Train, designed and manufactured by Garaventa of Switzerland, is 429 meters long and moves at a speed of 5 meters per second. It takes less than 2 minutes to transport you from the Sun Kingdom to the Moon Kingdom. We will soon arrive at the Dragon Den Station. From here, you can begin your journey to the Neon, where many surprises await you, including the Moon Junction for the Equator, the Flying Eyes Airship, and magnificent views across the